Tuyến kênh Phú Hội mùa này đó ngầu phù sa, nước nổi bắt đầu tràn đồng để đồng ruộng nghỉ ngơi, bồi thêm lớp phù sa màu mỡ. Do vậy, dù sao cây lúa được trúng mùa mà nông dân thì nhẹ lo chi phí. Ngoài sông, mấy bụi lục bình theo con nước vô định, đụng đâu ghé đó, như những phận người lên đên nổi trôi trên dòng đời mưu sinh. Với bà con khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, nhất là vùng biên giới huyện An Phú của tỉnh An Giang, nước nổi về mang nhiều sản vật. Chỉ cần chịu khó đi giăng lưới hay đánh bắt cá thì không khó để có đồng vô đồng ra trang trải cuộc sống. Bữa cơm quê nhà đâu mua nước nổi, nhờ vậy càng thêm phong phú những món ngon. Năm nay nước về sớm, nhánh sông giáp biên giới thuộc các xã Nhân Hội, Phú Hội và Vĩnh Hội Đông của huyện An Phú nhộn nhịp hẳn ra. Ghe xuồng thường xuyên tới lui để đánh bắt cá. Hai bên bờ sông, các loại ngư cụ đặc trưng của mùa nước cũng được bà con bố trí rất sớm. Những ngôi nhà sàn như một nét đặc trưng của lối kiến trúc xây cất nhà ven sông. Phía trên để ở vừa thông thoáng lại vừa sạch sẽ. Dưới sàn, khoảng trống được dùng để đậu ghe xuồng hoặc treo cất bơ đồ lặt vặt hay các loại ngư cụ. Trong ký ức của các bậc cao niên địa phương, mùa nước nổi về luôn mang lại no ấm. Cá tôm ngày trước nhiều vô kể, khi nước vừa tràn đồng thì mới cá chuốt, cá lăng, cá mè, cá trắng chạy đặt lưới. Ăn không hết thì đem đi cho hoặc bán để kiếm ít tiền chợ. Rồi khi con nước nổi về được 1-2 tuần lại đến mặt cá lên non. Loại cá vừa bơi vừa lớn, mỗi lần bắt cả 100 kg chứ chẳng chơi. Có khi cá vô lưới nhiều đến mức phải bữa đục. Bữa đục hiểu nôm na là rạch lưới thả cá ra. Nếu không, cá nhiều quá sẽ làm sập vàng, hư lưới, coi như lỗ chuyến đánh bắt. Đó là chuyện của kênh rạch sông nước hàng chục năm trước. Còn giờ đây, khi nước sông ngày càng ít, chuyện bữa đục hầu như không còn. Chỉ có ít cá tôm như vậy coi như may mắn. Cá mè, cá bóng đen và cá lao kiếm thường xuyên có mặt trong lưới. Không nản chí, hai anh em tiếp tục bơi đến một khúc sông khác để dỡ cá. Mặc dù thu hoạch không nhiều, thế nhưng anh em chúng tôi không mấy buồn, bởi mới vào mùa nước nổi, cá chưa chạy nhiều cũng đã điều bình thường. Huống chi năm nay nước về sớm và nhiều hứa hẹn một vụ đánh bắt ngon lành. Chú Ba, nhà ngay ngã tư kênh Vĩnh Hội Đông, hơn nửa đời người gắn bó với sông nước, với hơn chục tay lưới. Năm nào ông chú cũng sống khỏe với việc đánh bắt cá kiếm cơm. Sau mỗi buổi cân cá bán, trên chiếc xuồng câu của mình trong khạp, lúc nào ông chú cũng chừa vài con cá ngon để khi nhà có khách thì lấy ra đãi đằng. Thấy mấy đứa cháu bắt được có mấy con cá nên ông vớt cho. Vậy là hai anh em có mùi để lai rai. Thời điểm này cá tôm nói nhiều thì không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Chỉ cần chịu khó chút đỉnh là đủ bữa cơm. Nói về vụ rau rém đặc sản thì nó mọc quanh nhà thiếu gì. Nhiều nhất có lẽ là điên điển, giống cây sinh trưởng mạnh khi gặp nước.
Còn những lúc nắng hạn thì chúng cũng khoay khoay lớn. Bông điên điển nấu canh chua, lẩu mắm hay trộn gỏi xào tép gì ăn cũng ngon. Từ một loại cây dân dã quen thuộc, sau thời gian đi từ quán ăn rồi đến nhà hàng, nó lên hàng đặc sản là niềm tự hào của người miền Tây sông nước. Nước sông tươi màu phù sa là nguồn dinh dưỡng cho các loại rau thủy sinh như rau nhút phát triển mạnh. Những luống rau nhút xanh mướt, non nhút nhìn thiệt là thèm. Nhanh tay lẹ chân hái một ít để lát hồi nấu canh chua cũng ngon, mà ăn sống chấm với cá kho quẹt cũng bắt. Cuộc sống ở miền quê cứ vậy mà yên ả trôi. Cái yên ả của ruộng sớm đồng trưa, của sông nước miệt vườn níu kéo con người, để ai có xa quê lúc nào cũng không nguôi thương nhớ. Con sông đầy nước sau nhà, nhớ nghĩa xóm tình làng, nhớ sự quây quần mỗi khi công việc rảnh rang. Xóm giềng cứ hè nhau để nấu món này làm món kia. Nhờ vậy thêm thương cái bếp sau nhà. Bằng sự khéo léo của mình, người phụ nữ miền Tây chỉ với mắm muối và ít cá tôm bắt được đã có thể chế biến rất nhiều món ngon, như ơ cá trê kho khô bằng nước mắm cá linh đồng chính hiệu, hay mấy con chuột vừa bắt đêm qua đem ướp sơ rồi chiên tươi. Mùi thịt chuột đồng chiên thơm phức, ai cũng thấy thèm. Đó là chưa kể nồi canh chua cá mè, cá chạch nấu với bông điên điển, rau muống đồng và rau nhút. Món canh cá Việt Nam từng được các chuyên gia ẩm thực quốc tế bình chọn là một trong 100 món ăn làm từ cá ngon nhất thế giới. Gắn bó với bà con nông dân từ lâu, mỗi khi ghé nhà, tôi luôn được chào đón như những người thân trong gia đình. Gấp miếng cá trê kho khô, rồi từ từ lùa nhẹ đũa cơm được làm ra từ những ngày dãi nắng dầm mưa, tôi càng thêm quý trọng anh Tân, anh Nhẹ và những bà con nông dân đã chắc chiêu làm ra hạt gạo. Bữa cơm ấm cúng với những món ăn cây nhà lá vườn một lần nữa cho thấy giá trị của hạt gạo, của sự no ấm quây quần. Đó là sự quây quần của nghĩa xóm tình làng, của những người con miền quê chất phác. Từ đây tôi càng tự hào khi đã góp chút ít công sức của mình để giúp bà con quản lý sâu bệnh trên đồng ruộng. Việc canh tác sản xuất càng thêm hiệu quả và tiết kiệm. Chừng nào lúa cát anh Tân? Lúa này là mùng 6 đó, mùng 6 cắt là được 97 ngày. Bây giờ anh thử coi lúa mình khoảng giờ năng suất khoảng được bao nhiêu? Khoảng chừng 6 tấn trên 1 ha. Khoảng 30 dạ trong công đúng không? Đúng. Vậy thì cái giá lúa giờ nó được nhiêu anh Tân? Giá lúa giống của mình đang xạ nè. 7.3. Chúng nếu như mà về đất của mình thì lời được khoảng chừng 2-3 công được. Nói chung vẫn rượu cái mà. Đúng rồi, lại được cho trồng giống. Vụ lúa hè thu đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch. Anh Tân phấn khởi khi ruộng lúa của mình năm nay nhờ áp dụng đúng các giải pháp canh tác được chuyển giao nên hạn chế sâu bệnh gây hại. 12 hectare lúa no tròn chắc hạt, hứa hẹn cho năng suất cao. Vài bữa nữa là lúa anh là cắt rồi mà không? Lá lúa vẫn còn xanh khi mà anh sử dụng thằng là combo và đánh phân. Anh Tân thấy sao anh Tân? Tôi thấy là an tâm, là chất lượng là hàng đầu rồi đó. Đợt này phấn trắng đợt hổm thì nó bùng phát rất là mạnh, tôi không giải phân nữa, nhưng mà tôi sử dụng là cái thằng đánh phân chứ thằng combo tôi xịt trước, cho cây lúa nó phát triển, nó phục hồi đâu đó rõ ràng, rồi cái lá nó hơi mở lại, rồi tôi mới là sử dụng phân và là te 20-15 trộn với 2 kg kali nữa, là tôi rải cho một con 8 kg, là tôi rải cho hai đợt là cây lúa tôi là nó triệt xanh rất là bình thường. Nếu mà anh sử dụng mà phân đạm mà liên tục á thì đó là nó cung cấp cái dinh dưỡng trực tiếp cho con đèo phân trắng tấn công. Thì lúc đó cái giải pháp của anh á là anh sử dụng là cái te để cho cái lúa mà từ từ, thì bên đó VFC có giải pháp là cái sản phẩm là cái combo,
thì nó sẽ giúp cho lúa anh mở xanh. Bên đó thì thằng đen phân này nó sẽ cung cấp là cái dinh dưỡng là cái nhóm là amino và hữu cơ để giúp cho cái lúa anh nó xanh và nó không có tình trạng mà nó làm cho cái lúa anh nó bị hực cái lá chân lên. Khi mà con đẹp phấn trắng á, khi mà nó hút đi nó lại làm mất đi cái màu xanh của lá lúa mình thì nó sẽ ảnh hưởng đến này quang hợp của lúa mình. Thì thằng đen phân này á, là nó sẽ là cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho cái lúa mình để duy trì cái lúa mình để cái màu xanh, để cái lúa mình nó quang hợp, và sau đó lúa mình nhất á, là nó giữ cái màu xanh của lúa, và thứ hai là giúp cho lúa mình nó sẽ là du gạo là đó là tới cậy. Nếu như mà cái đợt rồi á mà nông dân á mà lơ là thế mà giải phân đạm cho nhiều á thì nhiều chừng nào càng chết hơn đấy. Cho nên tôi bây giờ tôi sử dụng á là hàng đen phân Cofol là đầy ba cử gần suy chân phục hồi rễ đâu đó đàng hoàng, chắc cho cây lúa cho phục hồi lại, nó mới tạo được cái rễ mới, nó tạo mầm rồi lá lúa bây giờ rất là xanh, rất là đẹp. Đúng không ta? Nếu mà để cho cái lúa mà nó phục hồi lại thì cái vấn đề mà tạo rễ là rất quan trọng. Thì đó là vấn đề là hàng Tora là không thể thiếu được. Khi mà Tora anh xịt vào thì nó sẽ kích hoạt cái rễ để giúp cái lúa mình nó hấp thu dinh dưỡng dưới lên để giữ cái màu lá xanh, để cho lúa mình là nó sẽ nuôi hạt cho tới cậy. Thực tế thì xài Tora thì nó tạo ra cái bộ rễ rất là tốt, rất là lành, mà trong cái đó là nó lấy cậy rất là hay, nó tạo cái bộ lá rất là xanh, rất là đẹp. Bà con mà xài thêm nhiều phân đạm nữa là không nên nữa, cho nên có cái là nó bị cháy lá lúa luôn, là không còn cái chất chìm độc nữa. Năm nay thì anh mang khoảng 100 mấy con như vậy đó, thì cái chi phí của anh năm nay là khoảng bỏ ra khoảng nhiêu người ta, nó có đem lại cái lợi nhuận cho mình không? Đồng ý là rầy phấn trắng này nó thiệt hại hoàn ngành rất là cao, nhưng mà sử dụng chi phí của tôi đó là khoảng tầm, nếu như tất cả các chi phí trên một con tầm điệt khoảng 2,2 triệu một công, mà nếu như giá lúa này mà bán khoảng chừng 4 triệu một công là khoản lời được khoảng 1 triệu ngoài một công là được. Năm nay tình hình dịch bệnh như thế này á, nếu như mà đã có lời như vậy là tôi cũng vẫn mừng rồi, tại vì cái vấn đề dịch bệnh bây giờ với rầy phấn trắng giờ hoành hành rất là nhiều. Theo đúng như tôi nhận xét công ty VFC là rất là tận tâm, là thật tình, chỉ anh em đâu đó rõ ràng thực tiễn bệnh hoạn thế nào ra sao, đi thăm đồng thường xuyên rất là ok. Cho nên tôi rất là tâm đắc chức công ty VFC đã chỉ dẫn cho tôi từ lúc đầu vụ cho tới cuối vụ, rất cảm ơn. Với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho các sản phẩm do công ty cổ phần khử trùng Việt Nam phân phối sản xuất, không chỉ nông dân hội nhập Nguyễn Minh Tân mà hầu hết bà con trên vùng biên giới của huyện An Phú rất an tâm, phấn khởi khi áp dụng hiệu quả các giải pháp được đội ngũ kỹ sư công ty tư vấn. Những diện tích lúa hè thu cuối mùa bắt đầu được thu hoạch, mang về nhiều niềm vui cho một vụ mùa bội thu. Xa xa, ngoài sông, đâu đó nước nổi tràn đồng, mang theo phù sa giàu dưỡng chất, bồi đắp ruộng đồng.